Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần cáp phím tắt bật nguồn, phím điều chỉnh âm lượng trên điện thoại Oppo F9 tách biệt ra khỏi nhau. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cáp phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên Oppo F9 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới cáp phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên Oppo F9. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả các linh kiện trên Oppo F9 nói chung và cáp phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên Oppo F9 nói riêng thay mới bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Cảm ơn quý vị các bạn.